Cụ ông 85 tuổi gặp nạn vì nuốt hai trái trà là. Cụ ông ở Vĩnh Long nuốt nguyên trái trà là, sau đó thường xuyên khó tiêu dẫn đến nôn ói, phải nhập viện do tắc ruột. Ngày 13 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho cụ ông bị tắc ruột do nuốt trái trà là. Trước đó, cụ HVH, 85 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, nôn ra dịch xanh đen, mạch nhanh. Hội chẩn trước phẫu thuật xác định bệnh nhân tắc ruột chưa rõ nguyên nhân. Theo gia đình, cụ ông có thói quen ăn trái trà là. Tuy nhiên, gia đình không hay cụ ông đã nuốt trái trà là nguyên vỏ từ lúc nào. Khoảng nửa tháng nay, cụ ông thường xuyên trong tình trạng khó tiêu. Đến khi cụ nôn ói dịch màu xanh đen lợn cợn, thì gia đình mới đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương để điều trị. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện quyết định phẫu thuật thì phát hiện trong lòng hổng tràng có hai dị vật gây tắc ruột hoàn toàn. Ekip phẫu thuật đã lấy ra dị vật là hai trái trà là, kích thước 4 x 2cm, sau đó khâu lại ruột, dẫn lưu theo dõi. Hiện tại bệnh nhân đã bình phục, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, đã uống được sữa và tiêu hóa tốt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện vào ngày 14 tháng 3. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.